chào tất cả các em. Thầy rất là vui hôm nay lại được gặp các em trong chương trình dạy học trực tuyến. Trong tiết trước, chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu về sự phân bố khí áp và một số loại gió chính ở trên trái đất. Vậy trong tiết học ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi nghiên cứu nội dung nào? Xin mời các em chúng ta hãy cùng thầy cùng nhau khởi động để bước vào bài học ngày hôm nay. Phần khởi động ngày hôm nay có tên là đuổi hình bắt chữ. Các em hãy quan sát các hình ảnh để kết nối những hình ảnh đó với các từ khóa thích hợp để tạo nên những cái từ khóa mình tìm ra đáp án của trò chơi ngày hôm nay. Hình ảnh thứ nhất, chúng ta cùng nhau quan sát. Vậy các em thấy hình ảnh này gợi nhớ cho chúng ta về điều gì? Chắc hẳn chúng ta đã tìm ra được đáp án. Và đây đáp án của chúng ta đó là sương mù. Hình ảnh thứ hai, các em cùng nhau quan sát hình ảnh, một hình ảnh rất quen thuộc trong những ngày gần đây với chúng ta đúng không? Vậy các em đã tìm ra đáp án chưa? Chúng ta cùng nhau xem đáp án nhé. Ở đây đó là đáp án là mây và mưa. Hình ảnh thứ ba, các em cùng thầy quan sát. Chúng ta thấy một hình ảnh rất quen thuộc với mỗi học sinh của chúng ta. Vậy các em có suy nghĩ gì về hình ảnh này? Chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra đáp án ngay bây giờ. Hình ảnh này đó chính là ngưng đọng của hơi nước. Trong trò chơi đuổi hình bắt chữ vừa rồi, thầy cùng các em đã đi tìm hiểu một số những từ khóa, đó là mây, là mưa, là ngưng đọng hơi nước ở trong khí quyển, sương mù. Đó chính là nội dung của bài học ngày hôm nay. Chúng ta cùng bước vào tiết 13, bài 13, ngưng đọng hơi nước trong khí quyển, mưa. Tiết 13, ngưng đọng hơi nước trong khí quyển. Mưa. Tiết 13, ngưng đọng hơi nước trong khí quyển, mưa. Mục tiêu của bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ có hai mục tiêu lớn chính. Mục tiêu thứ nhất, chúng ta sẽ phải trình bày được các nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa và sự phân bố lượng mưa ở trên trái đất. Nội dung thứ hai, chúng ta sẽ giải thích tình hình phân bố lượng mưa theo vĩ độ, theo vị trí gần hay xa đại dương và dòng biển chảy ở ven bờ. Nội dung thứ nhất đó là ngưng đọng hơi nước ở trong khí quyển. Phần này theo công văn 4040 đã giảm tải, cho nên phần nội dung ngưng đọng hơi nước, sương mù, mây và mưa thì các em sẽ tự học ở trong sách giáo khoa. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung thứ nhất, các nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa. Trước tiên, các em hãy quan sát hình và cho biết mưa được hình thành như thế nào. Vậy thông qua hình ảnh ở trên bảng, kết hợp với chúng ta đã đọc sách giáo khoa ở nhà, và cụ thể với hình ảnh này chúng ta sẽ thấy, trước tiên với sự dưới bức xạ của mặt trời, hơi nước từ biển, sông, suối, ao hồ bốc hơi lên, ngưng tụ tạo thành mây và gặp lạnh được gió đưa vào trong đất liền và sau đó ngưng tụ tạo thành mưa rơi. Chúng ta thấy mưa có thể có rất nhiều các hình thức mưa, đó là hiện tượng mưa là nước, thứ hai đó là băng tuyết và thứ ba là mưa đá, vân vân. Có rất nhiều các hình thức như vậy. Vậy chúng ta thấy rằng lượng mưa ở trên trái đất chịu ảnh hưởng bởi những yếu tố nào? Chúng ta có sẽ cùng nhau xem xét. Yếu tố thứ nhất ảnh hưởng đến lượng mưa chúng ta có thể xét đến đó là nhân tố khí áp. Nhân tố thứ hai ảnh hưởng đến lượng mưa đó là phồng. Nhân tố thứ ba ảnh hưởng đến lượng mưa ở trên trái đất đó là gió. Thứ tư là dòng biển và thứ năm là địa hình. Với nội dung các nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa bao gồm có 5 yếu tố: khí áp, phờ rông, gió, dòng biển và địa hình. Các em có nhiệm vụ như sau. Chúng ta sẽ dựa vào sách giáo khoa. Các em hãy thảo luận về các nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau xét đến nhân tố khí áp ảnh hưởng đến lượng mưa. Như trong tiết học trước, các em đã biết
Khi áp cao chúng ta ký hiệu là dấu cộng, đúng không nhỉ? Khi áp thấp chúng ta ký hiệu là dấu trừ. Vậy trong các khu khí áp cao, các em biết rằng gió thì thổi từ trong ra ngoài. Gió thổi từ trong ra ngoài, cho nên các khu áp cao không khí ẩm không bốc hơi lên được. Do vậy chúng ta thấy rằng là khu vực có khí áp cao ngự trị bao giờ cũng thường ít mưa hoặc là không mưa. Ngược lại, ở khu khí áp thấp, các em biết rằng gió thổi từ ngoài vào trong, hay còn nói cách khác đó là các khu khí áp thấp hút gió. Do vậy không khí ẩm bốc hơi lên ngưng tụ tạo thành mây. Do vậy những khu vực có khí áp thấp thì thường có độ ẩm cao, thời tiết xấu và đặc biệt là có hiện tượng mưa nhiều. Mời các em cùng chúng ta cùng nhau chú ý lên trên bảng. Chúng ta thấy thứ nhất, đây là hình ảnh của các khu áp cao và áp thấp trong tháng 1. Thứ hai, hình ảnh thứ hai đó là các khu áp cao và áp thấp trong tháng 7. Trước tiên chúng ta có thể thấy ở những khu vực có vị trí áp cao, đặc biệt là khu vực trí tuyến Bắc và khu vực trí tuyến Nam, đó chính là khu vực ngự trị của áp cao cận trí tuyến ở cả hai bán cầu. Do vậy chúng ta có thể thấy lượng mưa ở hai khu vực này luôn luôn thấp, do là có sự ngự trị của áp cao cận trí tuyến bán cầu Nam và áp cao cận trí tuyến bán cầu Bắc. Cái thứ hai, về các áp thấp ở trong tháng 7 và tháng 1 thì các em chúng ta cùng nhau quan sát. Trong tháng 7, một số khu vực hình thành rất nhiều các áp thấp ở cả hai bán cầu. Các em có thể quan sát những khu vực có ngự trị áp thấp trong tháng 1 và tháng 7. Ví dụ các khu vực như ở châu Phi, ở khu vực Trung Phi, khu vực châu Á, khu vực Bắc Đại Tây Dương, khu vực Bắc Mỹ, khu vực Bắc lục địa Úc, khu vực Nam Mỹ, vân vân. Đây là những khu vực có lượng mưa lớn do có sự hình thành và thống trị của áp thấp. Do vậy chúng ta có thể thấy khu vực có khí áp thấp thì thường mưa nhiều và khu vực có khí áp cao thì ít mưa hoặc là không có mưa. Nhân tố thứ hai chúng ta sẽ cùng nhau xét đến trong bài học ngày hôm nay ảnh hưởng đến lượng mưa, đó là nhân tố phờ-rông. Trong các tiết trước chúng ta đã nghiên cứu phờ-rông là mặt tiếp xúc giữa hai khối không khí có tính chất vật lý trái ngược nhau, đó là một khối không khí nóng gặp một khối không khí lạnh. Và khi khối không khí nóng gặp khối không khí lạnh sẽ gây ra những nhiễu loạn về không khí và từ đó sinh ra mưa. Do vậy, những khu vực có phờ-rông hoặc là giải hội tụ đi qua thì thường có lượng mưa lớn. Nhân tố thứ ba chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu và tìm hiểu, đó là nhân tố gió. Ở đây là sự hoạt động của hai loại gió. Thứ nhất, đó là hoạt động của gió mùa ở các khu vực ở trên trái đất. Thứ hai là gió tây ôn đới. Tiếp theo chúng ta cùng nhau quan sát cho thầy ở bản đồ lượng mưa trên trái đất. Chúng ta có thể thấy lượng mưa có màu vàng nhạt, đó là lượng mưa nhỏ nhất dưới 250mm trên một năm. Và các màu sắc xanh đậm dần, chúng ta thấy rằng lượng mưa càng tăng dần. Khu vực có hoạt động của gió mùa như khu vực Nam Mỹ, khu vực Trung Phi, khu vực Nam Á, khu vực Đông Nam Á hay là khu vực Tây Âu và một số những khu vực khác có sự hoạt động của gió mùa và gió tây ôn đới thì lượng mưa rất lớn ở trên trái đất. Ngược lại, ở những khu vực khác không có sự hoạt động của gió mùa và gió tây ôn đới và chịu sự thống trị của các loại gió khác như gió mậu dịch hay gió đông cực thì lượng mưa rất ít. Vậy, các em có biết vì sao vùng ven Đại Tây Dương của Tây Bắc Châu Phi cùng vĩ độ với Việt Nam chúng ta, nhưng ở khu vực đó có khí hậu nhiệt đới khô, nhưng ở Việt Nam chúng ta lại có khí hậu nhiệt đới ẩm và mưa nhiều? Vậy chúng ta đã có bao giờ từng tự hỏi chưa? Chúng ta hãy cùng thầy quan sát lên hình trên bảng. Đây là vị trí của khu vực Bắc Phi và Việt Nam chúng ta. Vậy nếu quan sát hình ảnh này, chúng ta có thể thấy khu vực Bắc Phi và khu vực Việt Nam chúng ta có cùng vĩ độ với nhau. Nhưng tại sao ở khu vực Tây Bắc của Bắc Phi thì lại có khí hậu khô và nóng, nhưng ở Việt Nam chúng ta thì ngược lại, đó là có khí hậu nóng ẩm và không có cảnh quan hoang mạc và sa mạc như khu vực Tây Bắc của châu Phi? Vậy chúng ta sẽ cùng nhau xét đến những yếu tố gây ra lượng mưa ở hai khu vực này. Thứ nhất, chúng ta có thể thấy ở Tây Bắc của châu Phi có khí hậu nhiệt đới khô, đó là do khu vực này có áp cao thường xuyên ngự trị. Thứ hai, chế độ gió chủ yếu của khu vực này đó là gió mậu dịch thổi đến.
Thứ ba là ven bờ có các dòng biển lạnh, ngự trị. Còn ở Việt Nam chúng ta, nằm ở khu vực nhiệt đới gió mùa, không bị áp cao ngự trị thường xuyên, và chúng ta ảnh hưởng của vùng biển Đông, đây là một vùng biển ấm và rộng lớn, cho nên đã mang lại cho nước ta lượng mưa và độ ẩm rất lớn. Thông qua những cái phần chúng ta nghiên cứu vừa rồi, chúng ta có thể chốt lại. Thứ nhất, đó là những khu vực có khí áp thấp thì lượng mưa lớn. Thứ hai là khu vực khí áp cao thì thường ít mưa hoặc là không mưa. Nhân tố thứ hai là phờ rông. Thì miền có phờ rông, nhất là đặc biệt là khu vực có giải hội tụ đi qua, thường xuyên có mưa nhiều. Thứ ba về gió, ở miền có hoạt động của gió mậu dịch thì mưa ít. Miền có gió tây ôn đới, mưa nhiều như Tây Âu, Tây Bắc của Mỹ, hoạt động của gió mùa thì có lượng mưa nhiều. Đó là những yếu tố đầu tiên ảnh hưởng đến lượng mưa ở trên trái đất. Vậy yếu tố thứ tư là yếu tố dòng biển ảnh hưởng như thế nào đến lượng mưa ở trên trái đất? Chúng ta sẽ cùng nhau quan sát hình ảnh trên bảng. Thứ nhất, ở những khu vực có dòng biển nóng đi qua, mưa nhiều do không khí ở trên các biển dòng biển nóng này chứa nhiều hơi nước. Hơi nước bốc lên, do đó được gió đưa vào trong đất liền và gây ra mưa lớn. Thứ hai là những khu vực có dòng biển lạnh đi qua thì thường mưa ít. Bởi vì chúng ta thấy các dòng biển lạnh thì dòng nước lạnh, do đó hơi ẩm không bốc lên được. Cho nên những khu vực có dòng biển lạnh đi qua thường rất ít mưa. Thực tiễn chúng ta có thể quan sát lên hình ảnh trên bảng. Chúng ta sẽ thấy rất rõ. Thứ nhất, ở khu vực Bắc Phi chúng ta thấy sự ngự trị của dòng biển lạnh Canary, do đó đã hình thành nên hoang mạc Sahara. Thứ hai, ở khu vực Nam Phi chúng ta thấy sự hoạt động của dòng biển lạnh Benguela, do đó đã hình thành nên hoang mạc Kalahari. Thứ hai, ở khu vực phía Bắc lục địa Úc và phía Tây của lục địa Úc, đó là sự hoạt động của dòng biển lạnh phía Tây Australia, do đó đã hình thành nên sa mạc lớn và hoang mạc Victoria lớn. Châu Mỹ chúng ta có thể thấy, thứ nhất là sự ngự trị của dòng biển lạnh California đã hình thành nên cái hoang mạc lớn ở khu vực Bắc Mỹ. Thứ hai, ở khu vực Nam Mỹ, dòng biển lạnh Peru ngự trị ở khu vực này, hình thành nên hoang mạc Atacama ở khu vực Nam Mỹ. Nhân tố thứ năm chúng ta cùng xét đến ảnh hưởng đến lượng mưa ở trên trái đất, đó là nhân tố địa hình. Chúng ta cùng nhau quan sát lên trên bảng. Chúng ta thấy trong cùng một khu vực địa hình vùng núi thì ở sườn đón gió thì thường có mưa nhiều và sẽ kết thúc ở một độ cao nào đó ở phía sườn đón gió. Còn sườn khuất gió thì thường mưa rất ít, do chúng ta thấy gió mang theo lượng hơi ẩm lớn khi gặp bức chắn của địa hình đã hình thành nên mây và gây mưa ở khu vực sườn đón gió. Do vậy, khi sang khu vực sườn khuất gió thì lượng hơi ẩm đã không còn. Do vậy, lượng mưa ở khu vực sườn khuất gió thì thường rất ít. Đó là 5 nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến lượng mưa ở trên trái đất. Vậy hiện nay trên trái đất lượng mưa phân bố như thế nào? Thầy cùng các em sẽ cùng nhau tìm hiểu vào nội dung thứ 3. Ba La Mã, sự phân bố lượng mưa ở trên trái đất. Nhiệm vụ của hoạt động 3 như sau. Thứ nhất, các em hãy làm việc cá nhân và hoàn thành 2 phiếu học tập trong thời gian 3 phút cho thầy. Mỗi cá nhân chúng ta sẽ quan sát và nhận 2 phiếu học tập. Sau đó các em sẽ nghiên cứu trong sách giáo khoa, chọn các từ khóa thích hợp để điền vào chỗ trống. Và khi hết giờ, chúng ta hãy đổi phiếu chấm chéo và sau đó chúng ta sẽ dò đáp án. Những bạn nào có nhiều đáp án đúng nhất, chúng ta sẽ là người chiến thắng và các em sẽ được cộng điểm trong các bài kiểm tra. Đây là nội dung phiếu học tập thứ nhất. Chúng ta thấy nội dung mưa nhiều nhất ở vùng 3 chấm vì. Nội dung thứ hai của phiếu học tập thứ nhất, đó là mưa tương đối lớn ở vùng lý do vì. Nội dung thứ ba là mưa nhiều ở vùng vì. Nội dung thứ tư là mưa càng ít khi về càng gần vì. Nội dung của từ khóa đối với phiếu học tập số 1, đó là trí tuyến hai cực, xích đạo ôn đới, áp cao diện tích lục địa lớn, áp thấp có gió tây ôn đới từ biển thổi vào, nhiệt độ cao, áp thấp nhiều biển, diện tích rừng lớn, nước bốc hơi mạnh, áp cao nhiệt độ thấp, khó bốc hơi nước. Đây là những từ khóa để các em sẽ nối vào phiếu học tập số 1. Phiếu học tập số 2, nội dung thứ nhất, ở mỗi đới từ tây sang đông có sự phân bố lượng mưa. Nội dung thứ hai, mưa nhiều. Nội dung thứ ba là mưa ít ở khu vực. Và nội dung thứ tư, đó là chúng ta sẽ nêu nguyên nhân. Và đây là những từ khóa cho nội dung của phiếu học tập thứ hai.
Nội dung thứ nhất đó là không đều, thứ hai là gần biển, thứ ba là dòng biển nóng, thứ tư là sâu trong lục địa, thứ năm là dòng biển lạnh, thứ sáu là khu vực khuất gió, thứ bảy là gần biển được cung cấp hơi ẩm, và thứ tám là xa đại dương. Thông qua nội dung các em đã nghiên cứu phía học tập số 1 và các từ khóa, chắc hẳn các em đã đưa ra được đáp án của mình. Vậy chúng ta hãy cùng soi với đáp án của thầy đưa ra trên bảng như sau. Thứ nhất, đối với phía học tập số 1, chúng ta cùng nhau quan sát nội dung. Nội dung số 1 là mưa nhiều nhất ở vùng xích đạo. Vì nhiệt độ cao, có khí áp thấp, có nhiều biển và đại dương, diện tích rừng lớn và nước bốc hơi mạnh. Nội dung thứ hai, mưa tương đối ít ở vùng trí tuyến vì có áp cao và diện tích lục địa lớn. Nội dung thứ ba, mưa nhiều ở vùng ôn đới vì có khí áp thấp, gió tây ôn đới thổi từ biển vào. Nội dung thứ tư, mưa càng ít khi về càng gần hai cực vì có áp cao, nhiệt độ thấp và hơi nước khó bốc hơi. Đó là nội dung của phiếu học tập thứ nhất. Vậy các em hãy so sánh phiếu học tập của các bạn, các em chấm xem bạn làm đúng được bao nhiêu. Đây là đáp án của phía học tập số 2. Vậy qua phần nghiên cứu của em, chúng ta sẽ cùng nhau so với đáp án của thầy đưa ra trên bảng. Chúng ta thấy ở mỗi đới, từ đông sang tây có sự phân bố lượng mưa không đồng đều. Nội dung thứ hai, mưa nhiều ở gần biển và nơi những nơi có dòng biển nóng. Nội dung thứ ba là mưa ít ở những khu vực xa đại dương, ở sâu trong lục địa, có dòng biển lạnh đi qua hoặc ở những khu vực khuất gió. Nội dung thứ tư, về nguyên nhân, chúng ta thấy lượng mưa ít hay nhiều đó là do gần biển được cung cấp lượng hơi ẩm. Đó là nội dung của hai phiếu học tập số 1 và phiếu học tập số 2. Vậy chúng ta sẽ cùng nhau so sánh với kết quả chúng ta để chúng ta đánh giá được cái phần chuẩn bị cũng như là hoạt động của chúng ta trong hoạt động này. Từ nội dung các em đã tìm hiểu trong hai phiếu học tập, vậy các em hãy nhận xét ngắn gọn về sự phân bố lượng mưa ở trên trái đất. Vậy chắc hẳn chúng ta đã nghiên cứu và nhận xét được rằng đó là sự phân bố của lượng mưa ở trên trái đất, đó là phân bố không đồng đều. Thứ nhất, đó là phân bố không đồng đều theo vĩ độ. Thứ hai là do ảnh hưởng của biển và đại dương. Vậy chúng ta có thể chốt lại nội dung lượng mưa phân bố không đồng đều theo vĩ độ như sau. Thứ nhất, chúng ta quan sát cho thầy hình trên bảng. Đây là bảng mô phỏng về các khu vực vĩ độ từ xích đạo về hai cực. Đây là cái hình ảnh theo chiều nằm ngang. Các em có thể quan sát từ 0 đến 5, đó là ở đây khu vực là xích đạo, tiếp theo là khu vực trí tuyến, tiếp theo là khu vực ôn đới và cuối cùng là khu vực cực. Từ cái hình ảnh này chúng ta có thể kết hợp với cái phía học tập các em đã nghiên cứu ở nội dung phía trước chúng ta tìm hiểu. Chúng ta kết luận được rằng thứ nhất đó là mưa nhiều ở vùng xích đạo. Các em có thể thấy lượng mưa ở khu vực xích đạo có lượng mưa lớn nhất. Các em có thể quan sát thấy lượng mưa nhiều nhất tập trung ở khu vực xích đạo. Thứ hai, chúng ta thấy lượng mưa tương đối ít ở khu vực trí tuyến. Đây chúng ta thấy hai khu vực trí tuyến, Bắc bán cầu và Nam bán cầu, lượng mưa. Thứ ba, ở khu vực ôn đới, xu hướng đó là mưa nhiều ở khu vực ôn đới, ở cả Bắc bán cầu và khu vực Nam bán cầu. Cuối cùng là ở hai khu vực cực Bắc và cực Nam, chúng ta thấy mưa càng ít khi càng gần về hai cực. Vậy lượng mưa phân bố không đều do ảnh hưởng của biển và đại dương như thế nào? Chúng ta có thể quan sát hình ảnh trên bảng. Đây là lượng mưa, phân bố lượng mưa ở trên trái đất. Chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy ở mỗi đới từ Tây sang Đông có sự phân bố lượng mưa không đồng đều. Thứ nhất, mưa nhiều ở những nơi gần biển hoặc là có dòng biển nóng đi qua. Chúng ta có thể quan sát thấy ví dụ như khu vực Nam Mỹ, khu vực Trung Phi, khu vực Nam Á, khu vực Đông Nam Á hay khu vực Tây Âu, vân vân. Đó là những khu vực gần biển và có dòng biển nóng đi qua. Còn ngược lại, những khu vực mưa ít đó là nguyên nhân do xa đại dương hoặc nằm sâu trong các lục địa, dòng hoặc là những khu vực có dòng biển lạnh đi qua hay khu vực khuất gió. Một số những khu vực như khu vực Bắc Phi, khu vực Tây Nam Á, khu vực Trung Á, vân vân. Đó là những khu vực có lượng mưa ít ở trên trái đất. Đó là nội dung của bài học ngày hôm nay. Vậy để củng cố cho nội dung của bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một số những vấn đề sau. Thứ nhất, các em hãy quan sát hình ảnh và cho biết hình ảnh sau nói đến thực trạng gì. Đây chúng ta có thể quan sát 3 hình ảnh ở trên bảng. Vậy chúng ta sẽ suy nghĩ đến vấn đề gì đối với những hình ảnh này? Ở đây những hình ảnh này sẽ gợi cho chúng ta thấy đó là về vấn đề biến đổi khí hậu ở trên trái đất chúng ta. Và vấn đề biến đổi khí hậu này đang tàn phá trái đất của chúng ta. Vậy chúng ta thấy vấn đề biến đổi khí hậu này, nguyên nhân vì sao, hậu quả của nó là gì,
và ai phải chịu trách nhiệm cho vấn đề biến đổi khí hậu ở trên trái đất, và những giải pháp đưa ra cho vấn đề biến đổi khí hậu là gì? Thứ nhất, chúng ta thấy vấn đề biến đổi khí hậu về nguyên nhân đó là do sự gia tăng của lượng phát thải khí CO2 và các khí nhà kính khác từ các hoạt động của con người. Vậy với hậu quả của biến đổi khí hậu đó là hiện tượng thời tiết cực đoan, lũ lụt, khô hạn, nắng nóng, bão tuyết, băng tan, nước biển dâng và mất dần về sự đa dạng sinh học hay là sự bùng phát của các loại dịch bệnh ở trên trái đất của chúng ta. Vậy ai sẽ là phải chịu trách nhiệm đối với vấn đề biến đổi khí hậu? Tất nhiên đó là hoạt động của con người chúng ta sẽ là chịu trách nhiệm chính đối với vấn đề biến đổi khí hậu hiện nay ở trên trái đất. Vậy giải pháp ở đây chúng ta đưa ra đó là các nước ở trên thế giới sẽ phải chung tay hợp tác với nhau thực hiện cái công ước chung của Liên Hợp Quốc về chống biến đổi khí hậu. Do vấn đề biến đổi khí hậu nó là vấn đề mang tính chất toàn cầu, do vậy không có một quốc gia nào có thể tự đứng ra giải quyết được những vấn đề này, do đó cần sự chung tay, chung sức của tất cả các quốc gia ở trên thế giới. Nội dung thứ hai, các em có biết nguyên nhân gây ra mưa lớn ở miền Trung nước ta những năm gần đây, đặc biệt là năm 2020 vừa rồi? Đối với hoạt động này, các em hãy quan sát cho thầy bản đồ ở trên bảng và các em hãy trả lời câu hỏi trên. Và chúng ta hãy cùng nhau viết đáp án ra giấy của mình. Sau thời gian 2 phút thì các em sẽ suy nghĩ trả lời về vấn đề tại sao lại có hiện tượng mưa lớn ở miền Trung và gây ra lũ lớn ở khu vực miền Trung của nước ta. Đối với miền Trung, chúng ta thấy mưa lũ ở miền Trung nước ta do đặc điểm địa hình của miền Trung nước ta đó là kéo dài, đặc biệt là hẹp ngang. Đây chúng ta quan sát địa hình của miền Trung là kéo dài và hẹp ngang. Phía Tây là dải núi cao, dãy Trường Sơn, cụ thể là dãy Trường Sơn Bắc. Phía Đông là dải đồng bằng nhỏ hẹp ở ven biển, trong đó có nhiều dãy núi ăn sát ra biển. Do đó sông ngòi ở khu vực miền Trung nước ta đó là sông ngòi nhỏ, ngắn và dốc. Cho nên lượng mưa tập trung với lượng mưa lớn và do địa hình kéo dài và hẹp ngang, cho nên lượng mưa lớn, lũ ở các sông ngòi miền Trung nước ta thường lên rất nhanh, nhưng tuy nhiên cũng xuống rất nhanh. Nội dung thứ ba, chúng ta sẽ cùng nhau chơi một trò chơi nhanh như chớp. Với luật chơi, chúng ta sẽ cùng nhau làm việc nhóm với nhau. Các em hãy chuẩn bị và chúng ta sẽ trả lời nhanh 10 câu hỏi trắc nghiệm. Thầy sẽ chiếu các câu hỏi trên màn hình, với mỗi một câu hỏi, chúng ta sẽ ghi nhanh đáp án vào giấy. Và sau 10 giây hết giờ thì các em sẽ đồng loạt giơ đáp án của mình lên. Và các em hãy cùng nhau chơi phần trò chơi này để xem chúng ta nắm được nội dung của bài học như thế nào nhé. Câu hỏi thứ nhất, khí áp ảnh hưởng đến lượng mưa thể hiện: A. Các khu áp thấp thường mưa ít, các khu áp cao mưa nhiều. B. Các khu áp thấp thường mưa nhiều, các khu áp cao thường mưa ít. C. Các khu áp thấp ở bán cầu Bắc có mưa nhiều, còn bán cầu Nam mưa ít. D. Các khu áp thấp ở bán cầu Nam có mưa nhiều, còn bán cầu Bắc có mưa ít. 10 giây chúng ta suy nghĩ. Hết thời gian, vậy chắc các em đã đưa ra được đáp án. Vậy chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra đáp án. Ở đây chúng ta thấy đáp án là đáp án B. Các khu áp thấp thì thường mưa nhiều, còn các khu áp cao thì thường mưa ít. Câu hỏi số 2. Các khu áp thấp thường là nơi có lượng mưa: A. Lượng mưa lớn, B. Lượng mưa nhỏ, C. Lượng mưa trung bình, D. Lượng mưa rất nhỏ. Chúng ta hãy cùng nhau suy nghĩ và trả lời. Vậy đáp án của các em là gì? Chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra đáp án ngay bây giờ. Đáp án của chúng ta đó là những khu có áp thấp thì thường có lượng mưa lớn, đúng không? Chắc hẳn đáp án này các em đã đưa ra được đáp án rất nhanh. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 3. Ở khu vực chịu ảnh hưởng của gió mậu dịch thường có mưa ít do: A. Gió mậu dịch không thổi qua đại dương, B. Gió mậu dịch chủ yếu là gió khô, C. Gió mậu dịch thổi yếu, và D. Gió mậu dịch thổi từ đại dương vào. Vậy chúng ta hãy cùng nhau đưa ra câu trả lời nào. Ở đây chúng ta chắc hẳn các em đã chọn được đáp án của mình. Ở đây đó là khu vực hoặc miền có gió mậu dịch thì chủ yếu đây là gió khô, cho nên thường có ít mưa. Câu hỏi số 4. Các khu áp thấp thường có mưa nhiều do: A. Là nơi hút gió và đẩy không khí ẩm lên cao, B. Là nơi đẩy gió đi nơi khác, C. Thường có nhiệt độ rất cao, và D. Là khu vực có độ ẩm không khí lớn. Đối với câu hỏi này các em đưa ra đáp án là gì? Chúng ta sẽ cùng xem đáp án. Ở đây chắc chắn rồi, đây là đáp án A.
Đối với áp thấp thì đây là nơi hút gió, đẩy không khí ẩm lên cao, hơi nước bốc lên và ngưng tụ và thường có mưa nhiều ở những khu vực có khí áp thấp. Câu hỏi số 5. Phồng nóng được hình thành khi A. Hai khối khí tiếp xúc với nhau. B. Khối không khí nóng đẩy lùi khối không khí lạnh. C. Khối không khí nóng bị khối không khí lạnh đẩy lùi. Và D là hình thành ở xứ nóng. Đối với câu hỏi này, các em sẽ đưa ra đáp án là gì nào? Đúng rồi, đáp án B. Ở đây chúng ta thấy phồng nóng được hình thành khi khối không khí nóng đẩy lùi hay là lấn áp đối với khối không khí lạnh. Câu hỏi số 6. Các hoang mạc lớn ở trên thế giới thường phân bố ở khu vực cận chí tuyến là do A. Đây là khu vực nhận được nguồn bức xạ lớn từ mặt trời. B. Ít chịu ảnh hưởng của dòng biển lạnh. C. Đây là khu vực áp cao. Và D. Là khu vực lớp phủ thực vật thưa thớt. Với câu hỏi này, chúng ta sẽ suy nghĩ liên hệ đến các phần nội dung kiến thức chúng ta đã tìm hiểu. Vậy các em đã đưa ra được câu trả lời của mình chưa? Đáp án D, đây là khu vực có áp cao. Khu vực có áp cao như chúng ta đã giải thích ở nội dung trước, đó là đây là khu vực gió thổi đi, do vậy không khí và hơi ẩm không bốc lên được, do đó khu vực này thường có rất ít mưa. Và đặc biệt là khu vực chí tuyến là nơi ngự trị của áp cao cận nhiệt đới, trong đó có cả bán cầu Bắc và bán cầu Nam. Do vậy, khu vực này thường có lượng mưa ít. Câu hỏi số 6. Nhận định nào dưới đây chưa chính xác? Đáp án A. Chỉ có phồng nóng gây mưa, còn phồng lạnh là không mưa. Đáp án B. Khi xuất hiện phồng, không khí nóng bị bốc lên cao, hình thành mây và gây mưa. Đáp án C. Khi có phồng, khối không khí nóng luôn nằm trên khối không khí lạnh. Và D. Khi có phồng, không khí sẽ có sự nhiễu động mạnh. Vậy chúng ta sẽ cùng nhau đưa ra câu trả lời. Ở đây chúng ta đó là câu trả lời là đáp án A. Chỉ có phồng nóng gây mưa, còn phồng lạnh không mưa. Đây là một nhận định sai. Bởi vì dù là phồng nóng hay phồng lạnh thì đều có khả năng gây mưa. Câu hỏi số 7. Nơi nào sau đây ở các sườn đón gió, ở các ngọn núi sẽ có lượng mưa nhiều nhất? A. Ở chân núi. B. Tùy theo từng mùa. C. Ở đỉnh núi. Và D. Là ở sườn núi. Đối với nội dung này thì chúng ta đã tìm hiểu trong nhân tố thứ 5, đó là địa hình ảnh hưởng đến lượng mưa. Vậy chắc hẳn chúng ta đã đưa ra được câu trả lời của mình. Đây đó là chúng ta đáp án là ở sườn núi sẽ có lượng mưa lớn nhất. Câu hỏi số 8. Một trong những yếu tố quan trọng khiến khí hậu nước ta không khô hạn như các nước cùng vĩ độ ở Tây Nam Á hoặc là khu vực Tây Phi. Nguyên nhân A là do gió Tây ôn đới, B là gió mậu dịch, C gió đất và gió biển. Và D là gió mùa. Đối với câu hỏi này, các em có thể vận dụng kiến thức thực tiễn của mình và chúng ta đã thấy được rõ cái sự ảnh hưởng của nguyên nhân nào làm cho lượng mưa của nước ta lớn và làm cho nước ta không có khí hậu khô hạn như các nước ở khu vực Tây Nam Á và khu vực Tây Phi. Đó chính là nguyên nhân đáp án D, đó là do sự hoạt động của gió mùa. Câu số 9. Những khu vực nằm ven dòng biển nóng có mưa nhiều tiêu biểu như đó là các khu vực A là khu vực Tây Âu, Đông Brazil, Tây Nam Phi, Tây Nam Nam Mỹ, C Tây Âu, Đông Nam Á và D là Đông Á và Đông Phi. Vậy chúng ta hãy cùng nhau quan sát lại cái bản đồ lượng mưa trên trái đất thì chúng ta sẽ thấy là các khu vực có lượng mưa nhiều tiêu biểu hoạt động của dòng biển nóng đó là khu vực Tây Âu và khu vực phía Đông Brazil. Câu hỏi cuối cùng, yếu tố nào không phải là nguyên nhân gây mưa nhiều ở khu vực xích đạo? A là áp thấp, B là diện tích đại dương lớn, C là có dòng biển nóng và D là địa hình đón gió. Với nội dung của câu hỏi cuối cùng này, chắc hẳn chúng ta đã đưa ra được đáp án của mình đúng không? Ở đây chúng ta thấy rằng là ở khu vực xích đạo, đáp án D. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau đi trả lời 10 câu hỏi trong trò chơi nhanh như chớp. Thông qua 10 câu hỏi vừa rồi, chắc hẳn các em đã có một khoảng thời gian thú vị và hiểu sâu hơn về nội dung của bài học ngày hôm nay, đúng không nào? Đối với bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ nắm được nội dung đó là những nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa và sự phân bố của lượng mưa ở trên trái đất. Về nhà, các em sẽ học cho thầy bài cũ và chúng ta chuẩn bị cho thầy tiết thực hành cũng là cái nội dung liên quan đến bài học ngày hôm nay. Nội dung bài học ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Thầy xin cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Chúc các em sức khỏe và học tốt. Xin chào và hẹn gặp lại các em.